Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại giành nhiều thành tích mang tính lịch sử như là năm 2018. Tháng 1, chúng ta giành ngôi vị Á quân tại giải U23 châu Á. Giữa năm, đội tuyển Olympic đạt kỳ tích lần đầu tiên lọt vào trận bán kết của ASEAN. Và trong những ngày tháng 12 giá rét cuối cùng, đội tuyển quốc gia giành được cúp vô địch giải đấu Đông Nam Á AFF Cup. Và cho tới bây giờ, thì trong những ngày cuối cùng của năm 2019, U23 Việt Nam lại đang rất gần tấm huy chương vàng môn bóng đá nam đầu tiên ở giải đấu SEA Games ngày đêm hàng ao ước. Có rất nhiều điều để chỉ ra, đầu bên là yếu tố chính khiến cho U23 Việt Nam mạnh như thế ở giải đấu lần này. Nên nhớ là chúng ta cũng không hề thi đấu trong tình trạng sung sức nhất, không hề căng sức trong lúc luyện tập trước mỗi trận. Và nhiều lúc thầy Park chủ động cho các học trò của mình nghỉ ngơi là đủ để vào chung kết rồi. Lý do thứ nhất, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong những ngày cuối năm tại đảo quốc Philippines, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bất chấp thời tiết khắc nghiệt, thậm chí là bão đã kéo đến chỉ sau vài ngày đoàn thể thao Việt Nam đặt chân xuống đất nước này. Nhưng may mắn, nó không phải là trở ngại gì lớn. Lứa cầu thủ tài năng, những chàng trai được coi là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam một lần nữa làm nức lòng người hâm mộ đã qua rồi. Cái thời mà những cầu thủ chạy trên sân chỉ biết cắm mặt dốc bóng rồi phá bóng như những anh nông dân chăn đất. Đã qua rồi. Cái thời mà những cầu thủ chạy trên sân chỉ biết cắm mặt dốc bóng rồi phá bóng như những anh nông dân chân đất. Rất nhiều thành viên trong U23 Việt Nam bây giờ đã trải qua tuổi thơ được huấn luyện rất bài bản. Chính việc nâng cấp giáo án ở cao đào tạo trẻ đã tạo ra một thế hệ vàng tài năng như ngày hôm nay. Lý do thứ hai, thầy Park là bậc thầy về phong thủy. Ở kỳ SEA Games lần này, ban tổ chức cho phép các đội đăng ký đem thêm hai cựu binh trên 22 tuổi, hồng lĩnh sướng các cầu thủ trẻ và tăng thêm đội cạnh tranh cho các đội bóng. U23 Việt Nam chúng ta cũng chọn ra hai cái tên, một là Đỗ Hùng Dũng, hai là Nguyễn Trọng Hoàng. Hãy nói về Hoàng trước. Nhìn vào thể lực, sức khỏe và những bước chạy nhanh nhẩu của Hoàng trên sân, thật khó có ai đoán được là cầu thủ năm nay đã tròn 30 tuổi. Hoàng dắt bóng, Hoàng cắt bóng, Hoàng chơi như một tiền đạo cánh, rồi lúc là được kéo về chơi ở vị trí hậu vệ biên. Dù là ở vị trí nào, thì Hoàng vẫn cho thấy sự xuất sắc trên điểm khá của mình. Đó là chưa kể khi mà có Hoàng bò trên sân, tinh thần của các cầu thủ áo đỏ cũng luôn đạt ở trạng thái sung mãn nhất. Sự máu lửa là yếu tố thầy Park nhờ Hoàng gửi gắm cho các đàn em của mình. Để rồi hôm nay, chúng ta đang đứng rất gần với tấm huy chương vàng SEA Games mà cá nhân của Hoàng cũng phải chờ đợi đến 10 năm để chạm tay vào nó. Và nếu như Hoàng là hình ảnh tiêu biểu cho sự máu lửa, thì Hùng Dũng là hoạt động âm thầm trầm lắng hơn, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tuyến giữa U23 Việt Nam. Về cơ bản thì chưa trận nào mà Dũng chơi tệ cả. Lúc nào có trên sân thì cũng ở trên mức tròn vai, hiệu quả trong những lần đánh chặn và dạt biên, kỹ thuật tốc độ cũng rất tốt. Nói về hai cầu thủ trên 22 tuổi này thì ông Park như sở hữu hai mặt của thái cực vậy, có âm cũng có dương, hợp phong thủy như thế bảo sao mà chả đi sâu vào chung kết. Lý do thứ ba, màu xanh và màu vàng đang biến mất trên bản đồ của Đông Nam Á. Màu xanh ở đây là tôi ám chỉ về U23 Thái Lan. Thực ra là họ vẫn rất mạnh, nhưng có một sự thật là nếu như những người đàn anh ở đội tuyển Thái Lan còn chưa thể đánh bại được thầy trò huấn luyện viên Park, thì làm sao một lứa cầu thủ trẻ vừa có nhiều thời gian gắn bó cùng Dicino lại có thể gây khó dễ cho đội bóng của chúng ta được? Điều đó là rất khó. Mặc dù họ có thể tạo ra được những thử thách lớn khiến cho các cầu động viên phải lo sợ, nhưng nếu bạn là một người không quá nghiêm khắc, bạn chỉ có thể đổ lỗi cho những sai lầm của cá nhân mà thôi. Thậm chí U23 Thái Lan còn suýt thua trước các cầu thủ Lào. Trận trước thì họ cũng đã thua hẳn Indonesia, họ chơi tệ nên mới bị ép vào thế buộc phải thắng chúng ta với cách biệt 2 bàn. Nhưng rồi cuối cùng, họ cũng vẫn phải nhận thất bại. Còn khi nói về màu vàng, tôi cũng không muốn nhắc nhiều về họ, vì ngoài những dấu ấn từ những câu phát biểu loạn ngôn của vị huấn luyện viên vừa bị liên đoàn bóng đá nước này sa thải, vẫn giữ một lối chơi tì đè, thiên hẳn về thể lực và sức mạnh. Nhưng mà giữ một lối chơi ở giải đấu 2 ngày một trận như thế này, thì việc họ toàn sớm cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Về đẳng cấp, chúng ta thực sự xứng đáng với ngôi vương AFF Cup 2018, và đương nhiên rồi, cả với tấm huy chương vàng SEA Games lần này nữa. Và lý do cuối cùng, Indonesia chưa bao giờ thắng Việt Nam ở chung kết. Nhưng khoan hãy nói về trận chung kết, vì họ cũng đã đụng mặt chúng ta ở vòng bảng SEA Games lần này rồi. Hoàng Đức cũng sẵn sàng ra chân thêm vài lần nữa để hạ gục Indo như cách mà anh ta làm trong những phút cuối trận đấu lần trước. U23 Việt Nam,
UEA Indo đã là trận đấu có kẻ thắng người thua rồi. Nhưng trong trận đấu cuối, tôi tin là ông Park có đủ chiêu trò để làm đảo quốc sư tử phải điếng người. 10 năm rồi chúng ta mới lọt vào một trận đấu chung kết. 60 năm rồi chúng ta chưa thể có được tấm huy chương vàng ở môn bóng đá nam SEA Games. Ông Park Hang-seo thì vừa mới gia hạn hợp đồng với VFF và tôi tin chắc rằng trong các điều khoản của ông ấy, lấy được tấm huy chương vàng SEA Games ít nhất phải ở trên những cái gạch đầu dòng đầu tiên của bản hợp đồng này. Tất cả sẽ được định đoạt vào trận đấu diễn ra lúc 19 giờ ngày 10 tháng 12 sắp tới.